Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin được cập nhật từ 17 giờ ngày 6 tháng 12 đến 17 giờ ngày 7 tháng 12 2021. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 340 ca mắc COVID-19 mới, tăng 55 ca so với ngày 6 tháng 12, nâng số ca mắc COVID tỉnh Tiền Giang đến nay lên 26.413 ca. Trong ngày hôm nay cũng đã điều trị khỏi 112 ca, nâng số ca điều trị khỏi đến nay lên 20.834 ca. Trong ngày hôm nay có 13 ca tử vong, nâng số ca tử vong toàn tỉnh Tiền Giang đến nay lên 608 ca. Có 10 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm nay. Thành phố Mỹ Tho 62 ca, trong đó phường 10 3 ca, phường 3 2 ca, phường 6 6 ca, xã Mỹ Phong 7 ca, xã Trung An 11 ca, xã Tân Mỹ Chánh 3 ca, xã Đạo Thạnh 3 ca, phường 1 1 ca, phường 2 5 ca, phường 4 2 ca, phường 5 4 ca, phường 8 6 ca, xã Phước Thạnh 5 ca và phường 7 4 ca. Các ca ở ngoài cộng đồng gồm phường 10 khu phố Trung Lương 1 ca, phường 8 Học Lạc khu phố 4 1 ca, Nguyễn An Ninh khu phố 1 1 ca, xã Mỹ Phong, Mỹ An 3 ca, phường 2 Đinh Bộ Lĩnh khu phố 4 5 ca, Trung An Đòn Dỗi Bình Tạo 1 ca, ấp 5 1 ca, phường 6 Lê Thị Hồng Gấm khu phố 6 2 ca, phường 4 đường Trần Hưng Đạo 1 ca, xã Đạo Thạnh Long Hòa B 1 ca, xã Phước Thạnh tổ 2 ấp Long Hưng 1 ca, phường 7 đường Ngô Quyền khu phố 4 1 ca, xã Tân Mỹ Chánh tổ 2 Bình Thành 1 ca. Huyện Châu Thành hôm nay ghi nhận 97 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca ngoài cộng đồng ở Tân Thới, Tân Hội Đông và 96 ca trong khu cách ly. Tân Hương 59 ca, Điềm Hy 1 ca, Tân Hội Đông 1 ca, Tân Lý Đông 13 ca, xã Kim Sơn 3 ca, xã Long Định 6 ca, xã Tam Hiệp 13 ca và xã Tân Lý Tây 1 ca. Huyện Cái Bè hôm nay ghi nhận 19 ca trong khu cách ly, trong đó xã An Hữu 7 ca, xã An Thái Đông 1 ca, thị trấn Cái Bè 1 ca, xã An Cư 2 ca, xã Hòa Hưng 1 ca, xã Hậu Mỹ Bắc B 1 ca, xã Hậu Thành 1 ca, xã Thiện Trí 2 ca, xã Tân Hưng 1 ca, xã Mỹ Lương 1 ca và xã Mỹ Trung 1 ca. Huyện Chợ Gạo hôm nay ghi nhận 44 ca trong khu cách ly, trong đó xã Bình Phan 1 ca, thị trấn Chợ Gạo 4 ca, xã Long Bình Điền 7 ca, xã Quân Long 5 ca, xã Sông Bình 2 ca, xã Trung Hòa 1 ca, xã Tân Bình Thạnh 8 ca, xã Tân Thuận Bình 2 ca, xã Xuân Đông 9 ca, xã An Thạnh Thủy 1 ca, xã Bình Ninh 1 ca và xã Lương Hòa Lạc 3 ca. Thị xã Gò Công hôm nay ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới, trong đó phường 3 1 ca, phường 4 2 ca, xã Long Hòa 2 ca, xã Long Thuận 6 ca, phường 2 4 ca, xã Bình Xuân 8 ca, xã Bình Đông 4 ca, xã Long Chánh 1 ca, xã Long Hưng 1 ca và xã Tân Trung 12 ca. Các ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng của thị xã Gò Công bao gồm xã Tân Trung ở Âm Cai 2 ca, Sơn Quy A 1 ca, Bình Đông Hòa Thân 1 ca, Việt Hùng Long Hòa 1 ca, phường 4 khu phố 4 1 ca. Huyện Gò Công Đông ghi nhận 4 ca trong khu cách ly ở xã Bình Nghị 2 ca, Phước Trung 1 ca và thị trấn Tân Hòa 1 ca. Thị xã Cai Lậy hôm nay ghi nhận 42 ca mắc COVID-19 mới, trong đó phường 1 19 ca, phường 5 3 ca, xã Tân Hội 1 ca, phường 2 2 ca, xã Mỹ Phước Tây 2 ca, xã Nhị Quý 3 ca, xã Phú Quý 7 ca, xã Tân Bình 1 ca và phường Nhị Mỹ 4 ca. Các ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng của thị xã Cai Lậy bao gồm phường 1 khu phố 1 1 ca, khu phố 2 2 ca, xã Phú Quý Phú Mỹ 1 ca, xã Tân Bình ấp 7 1 ca, xã Tân Hội ấp Tam Hiệp 1 ca, phường 5 khu phố 1 2 ca, phường 2 khu phố 1 và khu phố 3 mỗi nơi ghi nhận 1 ca. Huyện Cai Lậy hôm nay ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới,
tất cả đều ở trong khu cách ly ở xã Phú An 24 ca và xã Tam Bình 1 ca. Huyện Gò Công Tây hôm nay ghi nhận 1 ca trong khu cách ly ở thị trấn Vĩnh Bình. Huyện Tân Phú Đông hôm nay ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 1 ca ngoài cộng đồng ở Tân Xuân, Tân Phú và 4 ca trong khu cách ly ở Phú Thạnh 1 ca, Tân Phú 2 ca và Phú Tân 1 ca. Như vậy, trong ngày hôm nay có một địa phương không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới là huyện Tân Phước. Bản tin Covid Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.